Tô Đại vừa thất thế, nhóm lợi ích của Tổng Trọng lập tức trỗi dậy phản đòn. Chính trị theo định nghĩa là việc giành và giữ quyền lực của nhà nước. Ai nắm giữ được quyền lực nhà nước lớn nhất đồng nghĩa với việc sẽ thâu tóm các thế lực kinh tế cũng như nhóm lợi ích kèm theo nó theo tỷ lệ thuận với số tiền khổng lồ thu nhập mỗi năm. Để thấy rằng mục tiêu của cuộc tranh đấu đấu đá quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là chỉ để thâu tóm quyền lực chính trị, kéo theo đó là quyền lợi và kinh tế. Người chiến thắng sẽ thu hoạch chiến quả từ sự thất bại của phe đối thủ và thâu nạp những kết quả từ đó. Người dân chẳng được gì. Vào ngày 22 tháng 5, sau khi tướng Tô Lâm chính thức nhậm chức Chủ tịch nước của Việt Nam, theo giới quan sát, đây là sự thất bại của ông Tô Lâm vì chức vụ mới này cao hơn, nhưng thực quyền đã giảm đi rất nhiều, kém xa quyền lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an trước đó. Ngay sau đó, vào ngày 23 tháng 5, tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin cơ quan an ninh điều tra truy tìm ông Đặng Tất Thắng. Bản tin cho biết vào ngày 23 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo họ đang kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm của ông Đặng Tất Thắng là lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, ngân hàng Sacombank cũng phát đi văn bản gửi Bộ Công an và các cơ quan chức năng cũng như cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên Thắng Đặng được cho là chủ sở hữu của ông Đặng Tất Thắng, cựu giám đốc điều hành hãng hàng không Bamboo LA của tập đoàn FLC, thuộc sở hữu tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Theo đó, Sacombank tố cáo trang Facebook này đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt, vu khống lãnh đạo Sacombank. Cụ thể, trang Facebook Đặng Thắng thông tin ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan. Tại thời điểm kể trên, vào đầu tháng 4 năm 2024, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực thượng tầng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đang diễn ra rất quyết liệt, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đang ở thế thượng phong đã tiến hành khởi tố, bắt giam hàng loạt các doanh nghiệp sân sau của các quan chức cấp cao, tứ trụ và bắt hàng loạt quan chức cấp tỉnh như bí thư, chủ tịch tỉnh khắp nơi. Sau khi tin đồn chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh tung ra, lập tức đại gia Dương Công Minh và ngân hàng Sacombank đã nhảy dựng lên. Họ gửi công văn cầu cứu một số cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Tin đồn này đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn Him Lam và ông Dương Công Minh. Giới kinh doanh tài chính ngân hàng đã so sánh Dương Công Minh với bà trùm Trương Mỹ Lan và cho rằng cách làm ăn của Minh Xoài không khác gì bà Lan. Him Lam Group của Dương Công Minh cũng phát hành trái phiếu, cũng huy động vốn ồ ạt, đồng thời cũng vi phạm quy định về sở hữu chéo cho vay là sân sau của doanh nghiệp. Trước hiện tượng sở hữu chéo để làm ăn bất chính và lũng đoạn thị trường đang rất phổ biến tại Việt Nam, vào ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tham gia xử lý sở hữu chéo ngân hàng với chủ trương của chính phủ đưa ra là phải giảm tiêu cực lợi ích nhóm sân sau. Sau khi ông Tô Lâm không còn quyền lực của Bộ Công an và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được giao nhiệm vụ điều hành của bộ này, ngay từ đầu ông Tỏ đã có những động thái bảo vệ cho Dương Công Minh và nhóm lợi ích của quân đội. Đây là những biểu hiện hết sức bất thường. Công cuộc đốt lò hay cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Trọng được đánh giá là một bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sau khi nắm quyền kể từ năm 2012 ở Trung Quốc. Giới quan sát và công luận từ lâu đánh giá rằng công cuộc đốt lò do Tổng Trọng khởi xướng từ sau Đại hội lần thứ 12 chống tham nhũng thì ít, mà chủ yếu được sử dụng làm vũ khí để loại bỏ các đối thủ chính trị và các nhân vật không ăn cánh để tiến tới độc chiếm quyền lực trong đảng. Chiến thắng của Tổng Trọng trước ông Tô Lâm đã cứu Dương Công Minh và tập đoàn Him Lam, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội đang tại chức cũng như đã nghỉ hưu. Đây là vụ án mà ông Tô Lâm quyết làm đến cùng để đưa những kẻ tội phạm như Trương Mỹ Lan, Dương Công Minh, Lê Thanh Hải ra đứng trước vành móng ngựa. Điều này có liên quan gì đến chủ trương cách đây không lâu khi Đại tướng Tô Lâm muốn lật lại hàng loạt các hồ sơ có sự bao che bỏ lọt tội phạm của Tổng Trọng?
Nhờ đó một số chùm tham nhũng như đại diện các nhóm lợi ích, cộm cán đã thoát nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại vừa thất thế, nhóm lợi ích của Tổng Trọng lập tức trỗi dậy phản đòn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cuộc chiến cung đình, vì sao Tô Lâm thua Tổng Trọng, vì lực bất tổng tâm. Sáng ngày 22 tháng 5, theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước với số phiếu 472 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Như vậy, ông Tô Lâm là chính khách thứ 3 trở thành chủ tịch nước Việt Nam chỉ sau hơn 3 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 13. Đây là một kỷ lục chưa từng có. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao để giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội bầu làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội lần thứ 13 trong thời gian còn lại. Dù rằng việc Tô Lâm phải ngồi lại một trong những vị trí tứ trụ là điều kiện bắt buộc nếu muốn tiếp tục sự nghiệp chính trị tại kỳ đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm đang ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an là chiếc ghế thuộc hàng quyền lực bậc nhất tại Việt Nam, phải chuyển sang chiếc ghế thuộc hàng tứ trụ nhưng chỉ mang tính hình thức và kém quyền lực hơn rất nhiều. Cần nhắc lại, vào tháng 3 năm 2023, sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mất chức, ông Tô Lâm cũng được Bộ Chính trị giới thiệu vào vị trí Chủ tịch nước. Nhưng Bộ trưởng Tô Lâm đã từ chối và nhường chiếc ghế này cho Võ Văn Thưởng. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm có biểu hiện không muốn ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Cũng bởi vậy, đây là một chiếc ghế giữ. Có nhiều việc chẳng lành đã xảy ra đối với người tiền nhiệm trước đó. Chỉ tính riêng khóa 13, người đầu tiên là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc chỉ ngồi ghế này vẹn vẹn chưa đầy 2 năm thì phải từ chức. Thay thế cho ông Phúc là ông Võ Văn Thưởng, nhưng ông Thưởng còn tai hại hơn khi tại vị trong thời gian ngắn hơn, có 1 năm 18 ngày, cũng phải từ chức. Đáng chú ý, tiến trình của việc ban lãnh đạo đảng sắp xếp bố trí cho Tô Lâm trở thành ứng viên cũng như nhậm chức chủ tịch nước lại không hề suôn sẻ như các lãnh đạo khác trước đây. Đó là lý do vì sao việc bầu phê chuẩn chức vụ chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm bị đánh giá là không mấy xuôi chèo mát mái. Lúc đầu, Quốc hội cho biết sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm, đồng thời cũng chưa phê chuẩn nhân sự cho tân Bộ trưởng Bộ Công an để mà thay thế ông tại kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15, với lý do Hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an. Mặc dù sau hậu trường thì đang diễn ra rất nhiều cuộc so kẻ mặc cả, nhưng những thỏa thuận giữa phe ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phe Tô Lâm vẫn dẫm chân tại chỗ. Thậm chí Tô Lâm còn có biểu hiện câu giờ, cò cưa, không chấp nhận nếu tân Bộ trưởng Bộ Công an không phải là người thân cận với ông và đặc biệt là phe Hưng Yên của ông. Vậy mà bất ngờ Quốc hội lại đảo chiều 180 độ vẫn phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại có hiện tượng kỳ dị đến như vậy? Biết rằng sức mạnh của Tô Lâm là sức mạnh cứng, là quyền lực thực sự, nhưng ngược lại, điểm yếu chết người của Tô Lâm chính là phe phái. Trong tay Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vẹn vẹn có 5 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị. Thiếu Tô Lâm có thể đấu được với ai đây? Chỉ riêng phe cánh Nghệ An hiện nay đã có 10 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Đó là chưa kể đến phe Hà Tĩnh với số lượng gần như tương tự. Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Tham mưu của ông đã đánh giá sai tình hình. Họ nghĩ rằng với một kho tàng thư liên quan đến các hồ sơ sai phạm của các quan chức cấp cao, Tô Lâm có thể uy hiếp họ và buộc họ phải phục tùng. Nhưng Tô Lâm đã nhầm, bị sập bẫy và ăn đòn rất đau. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia chính trị về Việt Nam, có bài viết Cuộc đua và chức vụ hàng đầu ở Việt Nam, ứng viên mới thách thức cũ. Bài viết đã đưa ra một cách nhận xét đáng chú ý. Các lãnh đạo khác, bao gồm cả ông Trọng, cũng có thể ngần ngại ủng hộ ông Tô Lâm tranh chức Tổng Bí thư, do ông có gốc công an. Có ý kiến lo ngại rằng ông Lâm có thể lợi dụng bộ máy công an để gây tổn hại đến triển vọng kinh tế của đất nước và đe dọa sự tồn vong của đảng.
Tuy nhiên, đánh giá vừa kể trên cũng chỉ để giải thích lý do vì sao Bộ trưởng Tô Lâm là đối tượng nguy hiểm, cần phải bị nhốt vào chiếc lồng quyền lực. Điều quan trọng hơn mà ông Tô Lâm rất biết, thậm chí đã nổi loạn vẫn theo Tiến sĩ Hiệp chia sẻ như sau. Câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang lơ lửng. Rất có thể quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra cho đến giờ thứ 11 trước Đại hội 14 của Đảng. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận hoặc nếu có thông lệ quy định của Đảng không được giải quyết để cho phép có những ứng cử viên mới, thì khả năng ông Trọng tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa cũng có thể xảy ra. Trên đây là một lý do cơ bản mang tính bản chất về cuộc chiến cung đình ở Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm thua vì lực bất tòng tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cuộc chiến cung đình vì sao Tô Lâm thua Tổng Trọng? Vì lực bất tòng tâm phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.